수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를. 왕관 넘어요. 왕관 넘어요. 답 이제 nhỏ nhỏ đó. Nhỏ 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 hả? Ăn uống đi Phun Lan ở Đà Lạt nha. Tới rồi, tới rồi, tới giờ nhận hai đứa con đi nghỉ lễ chơi mấy bữa xong. Bé 800 ngàn đó, mua vé xong đi chơi mọi người. Cá đẹp mà từ cao, cao lên cao cá đẹp nha. May để sang may này kia mình mở cho mọi người xem nha. Đây, ra mà no mình ẩm đi dở. Ý là vui lên đây cao mọi người, nó đã cho chạy lên được có 50 mét á. Cao quá, cao quá, cao quá. Đi đi cô. Bỏ. Người chơi này. Chơi con. Chơi đó, coi gì tiếp. Đây chơi đi. Lạnh quá. Tiếc cái con, cho tiếc cái con. Tiếc cái này, tiếc cái. Cắt đi, cắt à. Con chơi khoái sướng rồi. Mạnh quá đi. Chú vô,
đi vô cái ơi, mấy đây nè, má nè, tôi em, trời ơi vui quá. Đây đây, ngồi đây chụp hình chưa? Đây đây đây, ngồi đi. Miêu, mày hỏi nha. Anh đi ra giờ đó 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 đó. Sa em ra. Sa em ra. À lạnh hả? Đó đó ra. Con gái chơi đi em, vô ngầu chơi đi, vô ngầu ra đi. Đẹp quá, vui quá. Đi ra vậy con? Sao đi về chứ làm sao? Đi ra xem đi ra đây. Con gặp tiết xong rồi, bây giờ mình sẽ qua cái gì đến đây, mời con gặp bạn đó xem nha. Đó, gã đi nè. Chờ vui quá vui. Nhắm một con mắt cho rồi bấm điện thoại cho em cho mẹ em lên. Wow, ghê ta. Sáng giờ chính giữa các anh. Các anh đang từ từ làm gì nhanh dữ vậy? Con nghỉ đi rồi, đi với em cũng ngon. Trời ơi. Các anh từ từ thôi. Here for you.
think I'm here for you? Dude, you're killing the mood. Were you being so rude? Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Stay out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Were you being so rude? Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Out of my sight. Get out of my way. Xe lửa chạy hả con? Nói xe lửa chạy vậy hả? Có đâu, là giả bộ mà. Phần ăn trưa của gia đình mình đây. Để chơi mệt quá ghé đây ăn mọi người. Wow, gái hết kem luôn cái miệng à. Con có khăn đây nè, khăn đây nè, khăn đây nè. Con dễ nè. Khoan. Vô miệng đâu. Món này ngon quá, ăn mát lạnh luôn, khỏi mát lạnh. Xé cho nhóc này ăn. Bóc bánh nào. Ngon quá trời ngon. Biết ăn này ngon không? Gì ạ? Bữa trưa đơn giản, sơ sơ, vợ tôi ướt mì ý rồi chả rồi cái này nữa. Con trai thì ăn cơm với thịt, con tôi thì thế này. Thôi để ăn nè mọi người, ăn đi xong rồi bàn tiếp công chuyện. Phải kêu cho ăn chứ giờ kêu mình không kêu được. Giờ làm gì? Rau thì giống không? Rau Đà Lạt.
ăn nguyên liệu nó nhiều ha. Rồi mọi người, các bạn mọi người nha, để những cái điểm sau là những cái mình đi chơi đâu đâu là mình để mình nhanh nha các bạn mọi người.